Trong quãng đời của mình, tất cả các sinh vật dù ở hình dáng trạng thái nào cũng đều phải sử dụng enzyme. Con người chúng ta dù không làm gì, chỉ nằm ngủ một chỗ cũng sẽ tiêu tốn enzyme. Nếu như nói người giàu có enzyme là người khỏe mạnh, thì người bị bệnh là người nghèo enzyme. Cũng giống như người nghèo tiền bạc là do chi tiêu vượt quá thu nhập. Nguyên nhân lớn nhất của những người nghèo enzyme chính là lượng tiêu thụ enzyme lớn hơn lượng hấp thụ enzyme vào cơ thể. Trong trường hợp enzyme, dù bạn không chủ định hấp thu enzyme thì cơ thể vẫn có thể tổng hợp chúng từ các protein có trong thức ăn hay nhờ các vi khuẩn trong môi trường đường ruột để giúp tổng hợp chúng. Do đó, lượng hấp thu enzyme không hẳn đã bằng với lượng enzyme có trong cơ thể. Tuy nhiên, chắc chắn rằng lượng hấp thu enzyme có quan hệ rất lớn với lượng enzyme có trong cơ thể chúng ta. Dưới đây là những việc dẫn đến tiêu hao enzyme của chúng ta. Việc khiến chúng ta tiêu tốn enzyme nhiều nhất chính là quá trình giải độc, được thực hiện khi các chất có hại xâm nhập vào cơ thể. Các chất đấy có thể là hàng chục loại chất hóa học có trong cồn, thuốc lá, caffeine trong trà, cà phê, tannin trong trà xanh, các loại dược phẩm hóa học, các loại virus gây bệnh, các loại nấm mốc gây bệnh, hormone môi trường, gốc tự do oxy hóa, sóng điện từ, căng thẳng, áp lực, vân vân. Tất cả những yếu tố trên khi đi vào cơ thể đều khiến chúng ta tiêu tốn một lượng lớn enzyme để giải độc. Khi một bộ phận trong cơ thể tiêu tốn một lượng lớn một loại enzyme nào đó, thì các bộ phận khác sẽ xảy ra hiện tượng thiếu hụt enzyme. Trong lúc này, enzyme được sử dụng theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên. Vậy thứ tự ưu tiên này được quyết định dựa vào yếu tố nào? Đó chính là độ nguy hiểm đối với việc duy trì sinh mệnh của chúng ta. Hay nói cách khác, enzyme được ưu tiên dùng cho những nơi nếu không dùng enzyme thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Điều này cũng giống với tính chất của đồng tiền, tiền sẽ được ưu tiên cho chi phí sinh hoạt hơn là các chi phí cho các mặt hàng xa xỉ. Cơ thể chúng ta sẽ ưu tiên và bảo vệ kỹ càng nhất với tim. Bởi vì nếu tim ngừng đập, cơ thể sẽ không thể vận chuyển máu đến toàn thân và các bộ phận khác cũng chết theo. Tim là cơ quan duy nhất trong cơ thể không bị mắc bệnh ung thư. Và trái tim là nơi có nhiệt độ cao, đồng thời cũng là nơi ưu tiên được sử dụng enzyme đầu tiên, cũng có ảnh hưởng tới vấn đề này. Sau tim, nơi được ưu tiên sử dụng enzyme chính là quá trình giải độc. Bởi so với việc tiêu hóa, hấp thu thức ăn cần tiêu tốn nhiều loại enzyme, thì việc giải các loại độc xâm nhập vào cơ thể lại là nhiệm vụ khẩn cấp hơn cả. Nói cách khác, nếu bạn vẫn cứ giữ những thói quen sinh hoạt khiến cơ thể tiêu tốn một lượng lớn enzyme vào công việc giải độc, sẽ dẫn đến việc thiếu hụt enzyme để hấp thu các chất cần thiết cho cơ thể. Như vậy, đây không chỉ là vấn đề tiêu hao enzyme thông thường, mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp tới việc giảm lượng enzyme hấp thu vào cơ thể, trở thành tác hại kép đối với cơ thể chúng ta. Con người hiện đại chúng ta đang sống trong môi trường thường xuyên tiêu tốn enzyme. Hiện nay, có rất nhiều người đang phải sử dụng máy tính để giải quyết công việc mỗi ngày. Việc sử dụng thường xuyên các loại máy điện tử như máy tính sẽ khiến cơ thể chúng ta phải hấp thụ một lượng lớn sóng điện tử. Và không chỉ có máy tính, điện thoại di động, lò vi sóng, TV, chăn điện, vân vân cũng là những vật phát ra sóng điện tử. Với các loại virus, vi khuẩn gây bệnh, dù chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng chúng vẫn tồn tại rất nhiều xung quanh chúng ta. Nếu là những người sống ở trong thành phố, ngay cả trong bầu không khí họ hít thở mỗi ngày cũng chứa đựng đủ loại hóa chất hóa học từ hormone môi trường, khí thải, vân vân. Việc tránh hoàn toàn các tác nhân gây hại ấy là một việc bất khả thi đối với con người hiện đại ngày nay. Chính vì vậy, chúng ta lại càng phải nỗ lực để không đưa các độc tố vào cơ thể. Vốn, điều đó có thể loại bỏ bằng ý chí của bản thân. Tiêu biểu trong số các tác nhân gây hại mà chúng ta có thể tự loại bỏ bằng ý chí của bản thân chính là thuốc lá và đồ uống có cồn. Đặc biệt là thuốc lá, nó không chỉ có hại cho cơ thể của chính người hút mà còn gây hại cho những người xung quanh. Do đó, bạn cần tuyệt đối tránh xa chúng. Hai thứ này không chỉ khiến cơ thể phải giải độc mà còn khiến các mạch máu bị co lại, làm các quá trình tuần hoàn trong cơ thể xấu đi, từ đó cũng gây ảnh hưởng tới việc kích thích enzyme. Một yếu tố nữa chính là thói quen ăn uống hỗn loạn khiến cơ thể sinh ra độc tố. Ăn quá nhiều thực phẩm động vật, hấp thu thiếu chất xơ, nước chính là những nguyên nhân khiến phân bị tắc lại và ủ thối trong đường ruột, dẫn đến sinh ra các chất độc hại. Táo bón, bị xì hơi nhiều, hay phân và xì hơi có mùi hôi thối chính là bằng chứng cho việc trong đường ruột đang xảy ra quá trình ủ thối. Do đó, ngoài việc cải thiện thói quen ăn uống, bạn còn cần phải nhanh chóng đào thải các chất độc hại đó ra ngoài cơ thể theo đường phân. Ở đây, bạn phải chú ý rằng bạn không nên sử dụng các thuốc tiêu hóa, thuốc táo bón quá 1 đến 2 tuần. Khi cơ thể không được khỏe, nhiều người sẽ chọn cách uống thuốc. Tuy nhiên, nếu bạn cho rằng thuốc là thứ tốt giúp chữa bệnh cho bản thân thì bạn đã lầm. Tất cả các loại thuốc về cơ bản đều là độc. Tất nhiên, thuốc cũng có những công hiệu nhất định, nhưng đấy chính là khả năng dùng độc để ức chế độc. Các bác sĩ cũng có lúc phải kê những đơn thuốc trị bệnh cho bệnh nhân. Tuy nhiên, chuyện đó chỉ xảy ra trong trường hợp thuốc mang đến lợi ích vượt xa các tác hại của chúng. Nếu chỉ chớm đau dạ dày, tiêu hóa không tốt, hay tiêu chảy, táo bón, cảm cúm, thì bạn không nên uống thuốc mà thay vào đó nên nghỉ ngơi, thư giãn. Sử dụng các loại viên uống bổ sung enzyme và vitamin sẽ giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi hơn nhiều.
Bạn hãy nhớ rằng càng sử dụng ít enzyme cho việc giải độc thì càng nâng cao được sức đề kháng của cơ thể.